Hồi ký chiến trường, tác giả cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, câu chuyện của những người lính quân giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phần thứ 8, những trận đánh cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 8 giờ tối ngày 28 tháng 10 năm 1974, bộ đội ta từ nhiều hướng trên những chiếc xuồng ba lá đã tập trung về nhà hát trên kênh sáng phèn vùng đồng Tháp Mười nước ngập mênh mông bộ đội được hướng dẫn đậu xuồng sát vào nhau tạo thành đoàn khán giả mấy trăm người trồng trành trên những chiếc xuồng bé nhỏ. Sân khấu của đoàn văn công cũng gồm hàng chục chiếc xuồng liên kết lại và trải một lớp ván gỗ trên những be xuồng. Chỉ có hai chiếc đèn măng sông cung cấp ánh sáng, có người trực sẵn nếu nghe tiếng máy bay địch là tắt đèn ngay. Lần đầu tiên chúng tôi được xem chương trình biểu diễn nghệ thuật trên vùng sông nước. Các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn lắc lư trên nhịp điệu của dàn sân khấu, nếu không điêu luyện thì té lăn nhào, bổ ngửa là cái chắc. Tôi ấn tượng nhất là điệu múa bông sen do tám cô gái biểu diễn được hầu hết khán giả vỗ tay tán thưởng. Thật đúng là trên chiến trường miền Nam các chị các em của đội quân tóc dài làm cái gì cũng giỏi và luôn sát cánh cùng đội quân của dân tộc suốt cuộc trường trinh để làm nên thắng lợi vang dội Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngay đầu tiếp nối của kênh nước mắm với kênh sáng phèn là bộ phận dân y của tỉnh Kiến Phong gồm bác sĩ Cầm, bác sĩ Chi, dược sĩ cao cấp Kim Yên. Cả ba người đều tốt nghiệp Đại học Y Dược Hà Nội năm 1973 và được điều vào chiến trường bổ sung cho tỉnh Kiến Phong. Lúc đó vùng giải phóng nhân dân còn thưa thớt nên lực lượng dân y tỉnh Kiến Phong chủ yếu hỗ trợ quân y, cấp cứu cho thương bệnh bình. Ban chỉ huy đại đội thông tin chúng tôi rất thân với cánh dân y này. Chúng tôi thường xuyên qua lại thăm nhau, tổ chức những bữa tiệc nhẹ và lúc nào cũng dành một sự ưu ái số một cho Kim Yên người nữ chiến sĩ khoa học trên chiến trường. Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, tình hình trên chiến trường đang hết sức khẩn trương trung đoàn vừa đứng chân củng cố xây dựng lực lượng vừa học tập, chỉnh huấn, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, vừa tổ chức đánh địch, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch vùng xung quanh địa bàn đứng chân của trung đoàn. Cả ba tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 vẫn được giao nhiệm vụ tập kích những đồn bốt như Bà Vững, Chín Cai, Kinh Nhất, Đồn Gãy, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đặc biệt, tại trận đánh đồn Bà Vững, trung đoàn đã sử dụng đại đội trinh sát do đồng chí Phan Xuân Thi làm chính trị viên. Lúc này đồng chí Thi đã được điều từ C-5 tiểu đoàn 2 về C-21. Mặc dù gần 40 năm đã trôi qua nhưng những hình ảnh, diễn biến của trận đánh đồn bà vững vẫn in sâu trong tâm trí người cựu chiến binh Phan Xuân Thi. Hiện là trưởng ban liên lạc ban chiến đầu trung đoàn 207. Vào khoảng tháng 1 năm 1975, hôm ấy là ngày 28 Tết âm lịch, bộ đội ta được lệnh xuất kích đồn Bảo Vững nằm trong địa bàn huyện Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong, nay là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đồn do một đại đội bảo an của địch chiếm giữ nằm thoi loi giữa cánh đồng vùng Đồng Tháp 10, xung quanh lau sậy, cỏ đương mọc um tùm. Đồn nằm trên một gò cao có kích cỡ 210-200 mét. Bên trong đồn là hệ thống lô cốt bằng bê tông cốt thép, sen lẫn bao cát, có 6 lớp rào dây kém gai, sen lẫn bãi mìn dày đặc bao quanh. Trung tâm đồn có trận địa cối 82 ly và 60 ly đồn còn được hai trận địa pháo Mỹ An và Kiến Văn bắn chi viện. Lúc này ở hướng lộ 30 có hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn 7 quân Ngụy Sài Gòn đóng giá chiến do vậy trung đoàn đã quyết định sử dụng lực lượng như sau. C-21, C-25 tiến hành vây ép đồn bảo vững để nhử cho hai tiểu đoàn địch đến cứu viện. Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 lập thành trận địa phục kích bên ngoài sẵn sàng đánh quân tiếp viện trên bộ hoặc bằng máy bay đổ bộ đường không. Đại đội 16, 18 lập thành trận địa vừa bắn phá đồn bảo vững vừa bắn máy bay trực thăng hoặc quân địch chi viện. Đêm 29 Tết, bộ đội ta đã vào hết vị trí chiếm lĩnh tiến hành đảo công sự. Vì đang mùa khô nên rất có lợi cho bộ đội ta. Công sự vừa sâu vừa có nắp để tránh thương vong do đạn cối pháo của địch. 2 giờ sáng đêm 29 Tết, cối 82 của ta bắt đầu nả đạn vào đồn bà Vững, bắn theo kiểu cầm canh. Cối 81 trong đồn địch cũng phản pháo ngay về hướng trận địa ta. Suốt đêm hôm đó hai bên đấu pháo nhưng chẳng có quy luật gì. Trận địa pháo của ta lại thường xuyên di chuyển làm cho pháo của địch tức tối điên cuồng. Sáng 30 Tết, bọn địch bắt đầu hoảng sợ vì phát hiện chúng đã bị bao vây bởi những công sự, hầm hào của quân giải phóng gần như khép kín bao quanh chúng. Bộ đội ta vẫn chưa được lệnh xung phong vì chưa có cửa mở. Suốt ngày hôm đó, ta vẫn ẩn mình dưới các công sự, ăn cơm nắm và mỗi người có một bình tông nước do hậu cần cung cấp. Đêm 30 Tết, ta quyết định thay đổi cách đánh để tiết kiệm đạn cho pháo binh ta. Đại đội trinh sát dùng hai cây chàm cắm thật sâu xuống đất, hai sợi dây thun to bằng bắp tay do những cọng thun kết lại, được buộc vào hai đầu cây chàm tạo thành nạng giàn thun, giống như nạng thun để bắn chim của những em bé. Cách đánh này cánh du kích vùng miền Tây rất hay dùng. Muốn bắn một quả lựu đạn xa vài trăm mét các chiến sĩ phải sử dụng cùng một lúc rất nhiều người. Một người hai tay nắm thật chặt quả lựu đạn đã được choàng sợi dây thun vào kéo căng ra người thứ hai ôm bụng người thứ nhất tiếp sức rồi tiếp tục người thứ ba thứ tư giống như trò chơi rồng rắn của đám trẻ nhỏ khi sợi dây thun đã căng hết cỡ một người khác rút chốt và người kia buông tay lựu đạn được lao đi bay rất xa và nổ ngay trong trung tâm đồn địch bọn địch rất sợ kiểu đánh này vì chúng cứ nghĩ đó là cách đánh của đặc công rồi cuối cùng bọn địch cũng đã phát hiện được trận địa pháo của đại đội trinh sát Đúng lúc giao thừa của năm 1974 bước sang năm 1975, hàng trăm quả đạn pháo 105 ly bao trùm lên trận địa của đại đội trinh sát. Chiếc hầm hình chữ nhật do đồng chí Phan Xuân Thi và Đức Trương Công Đàn, lính thông tin hai uôn của trung đoàn tăng cường, ăn gọn quả pháo 105 ly sập một góc hầm. Nhưng rất may cả Thi và Đàn đều vô sự. Trận địa vây ép của ta vẫn tiếp tục hai tiểu đoàn lính sư bảy của địch chắc đã phát hiện được trận địa phục kích của trung đoàn nên chúng không dám giải cứu cho đồn bà vững. Ngày mùng 3 Tết, đại đội đặc công đã bí mật dùng cách đánh táo bạo tiêu diệt gọn đồn bà vững. Trận này đại đội đặc công chỉ sử dụng 7 chiến sĩ do chính trị viên trưởng Vũ Trí Nghiêm trực tiếp chỉ huy. Chỉ huy phó là đồng chí Mạc Trung Tuyến. Trận đánh diễn ra trong khoảng 10 phút. Do các đồn bốt xung quanh bị vậy ép mấy ngày qua, nên bọn lính trong đồng bào vững ở trong tư thế chạy. Vì vậy ngay sau khi bộc phá lệnh nổ, bọn lính đã kêu nhau chạy sạch. Vì vậy lính đặc công không rút ra ngay như bình thường, mà thông báo cho du kích đang ém gần đó vào tiếp quản đồn và thu vũ khí. Còn lính đặc công chúng ta thu chiến lợi phẩm. Trận đó đại đội đặc công lấy được cơ man là gạo, cá khô và bắt được cả một con chó khoảng 15 kg. Về thịt ăn mừng ngay sáng hôm đó. Trận này ta không thương vong, bọn lính trong đồn chạy hết, sáng ra đếm được ba xác chết và bắt sống một thằng bị thương chạy không kịp, giao lại cho du kích địa phương. Như vậy thời gian này đồn bà vững nằm trên địa bàn tỉnh Kiến Phong đã bị trung đoàn 207 xóa sổ. Vùng giải phóng của ta tiếp tục được mở rộng. Đánh chiếm chi khu ngã 6, chặn viện trên cánh đồng bằng lăng. Đầu năm 1975, cục diện chiến trường đã thay đổi có lợi cho ta và bất lợi cho địch. Ý thức cách mạng của nhân dân trong vùng giải phóng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Ngày ấy ở tỉnh Kiến Phong nay là tỉnh Đồng Tháp có tiểu đoàn 502 trực thuộc tỉnh. Trong tiểu đoàn có rất nhiều thanh niên địa phương tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, mặc dù là bộ đội địa phương tỉnh nhưng tới gần phân nửa quân số là thanh niên miền Bắc tăng cường vào và hiện nay vẫn còn rất nhiều đồng chí đang sinh sống tại nơi này. Anh Ba Trọng, Đại tá, Nguyên Giám đốc Nông trường Rồng Găng Quân đội, Anh Ba Hoạt Nguyên huyện đội trưởng huyện đội Thanh Bình, Anh Duy Tân phóng viên báo Đồng Tháp. Đặc biệt có anh Mười Họa, quê quán tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, lúc mới 27 tuổi đã là tỉnh đội phó kiêm tham mưu trưởng tỉnh đội Kiến Phong. Anh Mười Họa là một trong những vị chỉ huy trẻ tuổi, tài ba, từng làm cho kẻ thù ở vùng này phải nề mặt. Anh Họa hy sinh tại kênh ba, tháp mười trong một lần đi điều nghiên bị địch phục kích, để lại niềm tiếc thương và cảm phục vô bờ của cán bộ chiến sĩ tỉnh đội tỉnh Kiến Phong. Lực lượng thanh niên trong vùng giải phóng bây giờ đã nô nức và tự giác tổng quân, Tham gia lực lượng địa phương quân và bổ sung cho các đơn vị chủ lực. Một gia đình tại khu vực đóng quân của đơn vị tôi có hai người con trai tên giao và xuân cùng đăng ký nhập ngũ một ngày. và một gia đình có người con gái tên hoa cũng tham gia tổng quân giết giặc. riêng các bà, các má, các chị thì sẵn sàng đóng góp của cải vật chất để ủng hộ giải phóng ủng hộ cách mạng. tại trung đoàn bộ lúc đó luôn luôn có khách đến thăm cứ nửa nược đoàn này vừa đi đoàn khác lại đến các tổ chức mặt trận đoàn thể của ba tỉnh kiến tường kiến phong định tường cứ đua nhau đến úy lạo cho bộ đội hình như đoàn nào đa phần cũng là chị em phụ nữ hàng hóa gồm đường sữa thuốc hút bánh trà nhiều đoàn còn có cả chiếc vỏ lãi chở hàng chục con heo hậu cần trung đoàn không tiện từ chối cứ nhận rồi phân phối lại cho các đơn vị do vậy cuộc sống của bộ đội ta lúc này đã khá lên rất nhiều đêm đến các chuyến hàng quân sự do những đoàn dân công hỏa tuyến toàn chị em phụ nữ trèo xuồng ba lá và những chiếc tam bàn, một loại xuồng lớn, chuyển từ biên giới xuống đủ các loại đạn, đạn nhọn, 12 ly 8, cối 61, cối 82, DKZ 75, DK 82, cối 120, cả H12, DKB và A72. Có những quả đạn to bằng gốc chuối trắng phau cả liều phóng và đầu đạn nặng gần trăm ký. Chúng tôi ấn tượng nhất là những hầm súng, hầm đạn được hậu cần quân khu vận chuyển xuống từ lúc nào. Giao cho cán bộ cơ sở của ta cất giấu ngay ven các địa cá, bờ bao, đám nghề. Khi nhận vũ khí đạn dược, bộ đội ta chỉ cần vài du kích dẫn đường. Các đồng chí cơ sở lặn xuống nước và cứ thế moi lên những thùng súng AK, B-40, B-41 vẫn còn mới toanh gói trong bọc ni lon phủ đầy lớp mỡ bò. Thế mới biết để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam Bộ Chỉ huy Chiến dịch và lực lượng hậu cần quân đội đã chuẩn bị khá chú đáo một lượng vũ khí và đạn dược trang bị cho bộ đội của ta đủ sức đè bẹp quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đóng quân của chúng tôi cũng nằm trong tuyến hành lang giao liên tỏa đi khắp chiến trường miền Tây Nam Bộ và cửa ngõ phía Nam Sài Gòn nên rất nhiều đoàn quân của bộ đội chủ lực thuộc quân khu và quân ủy miền nối tiếp hành quân qua đây. Nhiều lúc bộ đội còn hành quân cả ban ngày vì kênh rạch có nhiều cây cối che phủ và máy bay địch lúc này cũng ít hoạt động. Nhìn cánh lính bơi xuồng hành quân chúng tôi biết ngay là cánh lính mới toe từ ngoài miền Bắc bổ sung vào và vừa từ biên giới Campuchia xuống. Họ giống như chúng tôi những năm về trước, quần áo gabardine và nón cối vẫn còn mới cào. Những chiếc xuồng ba lá lướt trên kênh rạch chẳng có hàng ngũ gì, chỗ thì dồn cục, chỗ thì vắng tanh. Nhiều chiếc xuồng đâm ngang, đâm dọc, đâm cả vào nhau. Các chiến sĩ còn quá trẻ, cứ hồn nhiên nghịch ngợm, nhốn nháo ồn ào cả một vùng sông nước. Chợt gợi nhớ tới cảnh hành quân ở Trường Sơn, vùng rừng núi và vùng sông nước khác nhau nhiều quá. Hành quân trên đường Trường Sơn thường là bằng đường mòn. Khi gặp ngã ba, để các bộ phận phía sau không bị lạc đường các đồng chí giao liên bẻ cành cây chặn ngang đường nào là đường đó bị cấm. Còn hành quân bằng xuồng trên kênh rạch khi gặp ngã ba kênh nhìn đoạn trước có dây chuối khô răng ngang mặt kênh là đoạn kênh này bị cấm. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn chỉ thị đích danh đồng chí Thi, chính trị viên đại đội trinh sát về Tân Lèo, thuộc biên giới việt nam campuchia để dẫn tân binh về bổ sung cho trung đoàn thi chọn đồng chí long trinh sát viên quê quảng ninh cũng lính tân binh mới được bổ sung trước đó ít ngày vậy là hai người lặn lội cắt góc phương vị đi làm nhiệm vụ quan trọng do chính đồng chí trung đoàn trưởng và chính ủy giao trời rất tối nên thi và long chỉ nhờ chiếc la bàn và những vì sao để định hướng thẳng tiến về hướng biên giới khi vượt qua kinh phước xuyên đoạn kinh này nước rất sâu nên thi hỏi long có biết lội không long trả lời có ạ Thi yên tâm vượt qua kinh trước. Tới bờ bên kia quay đầu lại không thấy long đâu. Kinh nghiệm cho Thi biết rằng đồng đội đã bị đuối nước. Thi bơi rất giỏi nên vội nhào xuống kinh mò và rất may nắm được ngón chân cái của long lội vào bờ và đưa lên khỏi mặt nước. Long đã uống nước nhiều, nhưng may mắn chưa bị ngạt nước dù cái chết cũng chỉ còn trong gang tất. Sau đó hai người tiếp tục lên đường hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Ngày 6 tháng 3 năm 1975, tôi và anh Năm Thắng được mời dự họp quân chính do Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn triệu tập. Bộ Chỉ huy Chiến dịch và Quân khu quyết định sử dụng Trung đoàn 20 bữa đánh đồn ngã 6, một đồn quan trọng án ngữ tuyến hành lang giao liên vận chuyển vũ khí và chuyển quân của ta, đồn này trước đây do Mỹ đảm nhiệm và sau này chuyển giao cho quân Ngụy Sài Gòn. Khu đồn này nằm ở chỗ giao nhau của ba con kênh, kênh Nguyễn Văn Tiếp, kênh Bằng Lăng và kênh Tổng Đốc Lộc, theo kênh Tổng Đốc Lộc về hướng Bắc gặp quốc lộ 1, quốc lộ 4 cũ, về hướng Nam, gặp thị trấn Mỹ An, phía bên kia ngã 6 là đồn giặc do một tiểu đoàn bảo an chấn giữ và một đại đội pháo 105 ly gồm 4 khẩu. Ngoài ra còn một đại đội dân vệ, đồn này cách căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho chỉ 50 km theo đường chim bay. Đồng Tâm là căn cứ của Sư đoàn 7 Bộ binh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đối diện với đồn ngã 6 là chợ ngã 6 và khu hành chính của xã Hậu Mỹ. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 8 quyết định sử dụng Trung đoàn 207 và Trung đoàn 320 đánh trận viện vì biết chắc chắn sư đoàn 7 quân Ngụy Sài Gòn sẽ không chịu để mất ngã 6. Trung đoàn 88 làm nhiệm vụ dự bị. Đây là một trận đánh có tính chất quyết định với toàn chiến dịch tổng tấn công của ta. Theo tài liệu lịch sử quân đội, thì trận này được ví như cuộc mở màn chiến dịch giải phóng miền Nam ở Đồng Bằng sau trận tấn công Buôn Ma Thuột ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975. Vì sau trận này, địch không dám điều quân lên ứng cứu cho Tây Nguyên. 17 giờ, Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, chúng tôi được lệnh cùng sở chỉ huy trung đoàn hành quân. Có xuồng của trinh sát và giao liên dẫn đường, chúng tôi len lỏi qua nhiều kênh rạch và rừng chân cách đồn ngã 6 khoảng 4 km. Cách sở chỉ huy trung đoàn khoảng 2 km là một cánh đồng có tên gọi bằng lăng. Vì đang giữa mùa khô nên rất thuận tiện làm bãi đáp cho lũ trực thăng và nơi này được dự kiến địch sẽ dùng trực thăng đổ bộ để cứu viện ngã 6. Khu vực này chỉ cách ngã 6 khoảng 2 km. 24 giờ, ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975 các đơn vị đã vào hết vị trí tập kết và bí mật đảo công sự. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân có cây cối rậm rạp ven kênh và xe lẫn nhiều nhà dân, nhà cất tạm bỡ của nhân dân vùng giáp danh giữa ta và địch, nhà thấp nhỏ lập bằng lá dừa nước khung nhà toàn bằng gỗ tràm. Nhưng nhà nào cũng có hầm trú ẩn để tránh bom pháo hoặc đạn nhọn. Gọi là sở chỉ huy tiền phương nhưng tất cả hành trang đều mang theo hết nên mỗi cán bộ chiến sĩ ngoài súng đạn và những vật dụng cần thiết còn có cả bồng, ba lô của cải bất ly thân mà. 2 giờ sáng, ngày 11 tháng 3 năm 1975, chúng tôi đã hoàn thành chiếc hầm giã chiến cho tổ đài hai quân, có giao thông hảo thông sang hầm của Trung đoàn trưởng năm thời và chính ủy ba chứ. Cụm đài 15 quân được bố trí xa hơn, độ 50 mét. Kíp làm việc của các đồng chí báo vụ đã mở máy thu phát sóng. Trung đội hữu tuyến đã kéo xong đường dây từ sở chỉ huy trung đoàn đến tận các ban chỉ huy tiểu đoàn. Trong tác chiến nếu ở cự ly gần thì liên lạc bằng hữu tuyến thì an toàn và bí mật nhất. Cả ba tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 đã vào hết vị trí theo quy định. Riêng đại đội 25 đặc công E-207 được giao nhiệm vụ tấn công khu vực hành chính của xã này, bao gồm chợ, nhà làm việc của chính quyền cũ. Đại đội đặc công đã đánh chiếm và chốt giữ đến sáng hôm sau thì được lệnh rút ra cách chợ khoảng 1 km. Ban chỉ huy tiểu đoàn ba báo về sở chỉ huy, bộ đội đã bí mật đào hầm độn thổ, hầm có nắp trên được phủ bằng cỏ cây, dơm giả. Trận địa 12 ly 8, đê rét, cối 82 và cả cối 120 ly của sư đoàn tăng cường cũng đã bố trí xong trận địa. 2 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 3 năm 1975 căn cứ ngã 6 nhì nhằng chớp lửa và những âm thanh y ầm rền vang trung đoàn 24 đã vào trận, có sự phối hợp của tiểu đoàn 1 và C-25 thuộc trung đoàn 207. 4H, một công điện từ sư đoàn chuyển xuống qua đài 15 Uôn. Tại sở chỉ huy trung đoàn trên nét mặt ai cũng mừng vui, đồn ngã 6 đã hoàn toàn rơi vào tay quân giải phóng. Tiểu đoàn 1 được lệnh rút gia nhập vào đội hình phục kích của trung đoàn. 8 giờ sáng, ngày 11 tháng 3 năm 1975, Địch cho nhiều phi vụ máy bay phản lực ném bom quanh khu vực ngã 6 bởi chúng biết rất rõ là bộ đội ta đang làm nhiệm vụ chốt, chặn để bảo vệ thành quả cách mạng mà biết bao xương máu của đồng đội trung đoàn 20 bữ đổ xuống mới giành được từ tay kẻ thù. Khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 1975, lại một công điện từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Hai tiểu đoàn địch hành quân trên bộ từ quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1, đến cứu Nguy Hồng chiếm lại đồn ngã 6 đã lọt vào trận địa phục kích của trung đoàn 320 cách đồn ngã 6 khoảng 9 km, bộ đội ta đã nổ súng. Khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1975, lại có công điện thông báo của sư đoàn, trung đoàn 320 đã đánh thiệt hại hai tiểu đoàn địch và đẩy lùi chúng về hướng quốc lộ 4. Trên nét mặt của trung đoàn trưởng năm thời và chính ủy ba chữ hiện lên một nỗi niềm vui, buồn đan sen. Tất cả chúng tôi cũng đều có tâm trạng giống như hai anh. Hai trung đoàn bạn đã lập chiến công vang dội vậy mà cánh tụi tôi giờ này vẫn ngồi chơi sơi nước. Nhìn anh năm thời mặc bộ quần áo polyfarm màu xanh rêu cứ đi đi lại lại trong căn hầm lộ thiên và không ngừng giơ tay xem đồng hồ. Chúng tôi hiểu được anh đang sốt ruột muốn được xung trận cùng các đơn vị bạn lập công. Đã 13 giờ, anh ba chữ tặc lưỡi hay là phương án sư đoàn giao cho trung đoàn 207 bị lộ rồi. Một nỗi lo âu trên khuôn mặt của các vị chỉ huy. Tôi thầm nghĩ, làm gì mà mấy bố cứ cuống lên đánh giặc mà cứ như đi chia phần. Đúng 13 giờ 30 phút, từ ngoài trận địa báo về, chiếc OV-10 đảo nhiều vòng trên cánh đồng. 14 giờ kém 15, trên 20 máy bay trực thăng ảo ảo lao đến rồi sảng ngay xuống giữa cánh đồng và không đầy 30 phút. Khoảng 60 lượt chiếc trực thăng chuyên trở đã đổ 2 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 7 quân Ngụy Sài Gòn thành nhiều cụm trên cánh đồng, nơi mà cán bộ chiến sĩ 207 suốt đêm và ngày nay phải ẩn mình trong lòng đất ăn lương khô và gạo sấy chờ chúng. Từ ngoài trận địa báo về máy bay địch đã ngừng đổ quân và lũ bộ binh đã chia thành nhiều mũi đang hành tiến về hướng đồn ngã 6. Nơi án ngữ trước mặt quân địch là trận địa tiểu đoàn 3, một bên sườn là tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 1 nằm thê đội dự bị. Khoảng 14 giờ 30 phút, trận địa phía D3 đã nổ súng. Đại đội 12 ly 8 được tăng cường cho hướng này đã hạ nòng giả sát mặt ruộng cùng cùng nhà đạn và chỉ lát sau, lũ máy bay phản lực F4 đã chúi đầu ném bom trực thăng vũ trang cũng ào ào lao đến phóng đạn rocket. Trận địa D3 bị bom và góc két của máy bay địch cày xới tan hoang. Cây cối đổ ngổn ngang, nhiều nhà tạm của dân cũng bị trúng bom địch bốc cháy ngút trời. Khoảng 15 giờ, lũ bộ binh địch đã tiến sát trước mặt trận địa tiểu đoàn 3. Đạn M79 của địch nổ ngay sát mấp công sự của bộ đội ta. Từ ngoài trận địa tiểu đoàn 3 báo về, bộ đội ta đã có thương vong nhưng không đáng kể. Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn phải bằng mọi giá giữ vững trận địa. Trung đoàn trưởng năm thời và chính ủy ba chữ trực tiếp cầm tổ hợp máy hữu tuyến, nhận những báo cáo khẩn cấp của các tiểu đoàn từ ngoài trận địa. Địch tổ chức nhiều mũi đột kích vào trận địa phòng ngự D3. Bọn chúng ỉ có bom của máy bay phản lực, rocket của trực thăng vũ trang dọn đường. Chúng lao vào trận địa D3 như một lũ thiêu thân. Tốp này lùi ra, tốp khác lại lao tới. Đúng 16 giờ, lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn cho hai tiểu đoàn 1, 2 xuất kích bám sát địch, hai gọng kềm của ta tạo thành hình thái bao vây dồn quân địch vào giữa. Cối 120 ly của sư đoàn cũng đã phối hợp dồn dập. Cối 82 của trung đoàn và các tiểu đoàn, cối 61 của các đại đội bộ binh cũng đồng loạt nhả đạn vào đội hình địch. Cánh đồng trống, rộng 2 trừ 3 km vuông mịt mù khói đạn của pháo binh ta. Sau khoảng 30 phút, bọn địch chịu quằn quại dưới làn đạn pháo đủ các cỡ. Lúc này, cả ba tiểu đoàn 1, 2, Ba của E207 được lệnh thoát khỏi công sự đánh vận động, địch lớp chết, lớp bị thương, số sống sót quay đầu tháo chạy. Bộ đội ta truy kích tiêu diệt địch. Khi chiến thắng trở về, các chiến sĩ ta cười vui vẻ và nói: "Hôm nay đuổi bọn chúng chạy như vịt." 17 giờ 30 phút, tin chiến thắng từ ngoài trận địa báo về. Ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, xác địch chết bỏ lại nằm ngổn ngang trên khắp cánh đồng. Số sống sót đã lùi ra xa và cụm lại để chờ máy bay trực thăng đến cứu viện đem về hậu cứ. Vậy là mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh, nằm trong chiến dịch Xuân 1975 tại khu vực ngã 6. Trung đoàn 207 đã đánh thiệt hại nặng và gần như xóa sổ hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 10, sư đoàn 7 quân Sài Gòn, thu rất nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Cả trung đoàn bừng lên một khí thế đánh giặc lập công cùng với các đơn vị bạn trên khắp các chiến trường chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo bước vào cuộc chiến đấu gay go và khốc liệt cuối cùng. Một điều ngẫu nhiên là Trung đoàn 10, Sư đoàn 7 quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chính là Trung đoàn đã tập kích Trung đoàn 207 của chúng ta trong trận ngày 3 tháng 10 năm 1973 tại rừng tràm đá biên xã Thạnh Phước Thạnh Hóa, Long An. Sau trận ngã 6 bằng lăng, mối hận của E207 tại trận đánh đá biên cũng đã nguôi ngoai phần nào. Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 10 Sư đoàn 7 bộ binh đã lọt ổ phục kích tai hại giữa ban ngày trên đường tiếp cứu cho đồn ngã 6. Từ hơn 36 năm qua, tôi đã cố gắng tìm tòi thông tin về trận đánh này nhưng vô ích. Một cự sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã viết tiểu đoàn 2, trung đoàn 10 sư đoàn 7 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa mà tôi phục vụ đã gần như bị xóa sổ vào khoảng giữa tháng 3 năm 1975 khi đi tiếp cứu cho đồn kinh ngã 6. Đồn này do một đại đội địa phương quân trú đóng với 4 khẩu 105 ly có tên là đồn kinh ngã 6 vì là nơi mà ba con kinh giao nhau, bị Cộng sản chiếm trước đó một đến hai ngày. Xuất phát từ kinh Bằng Lăng, con kinh chạy từ quốc lộ 4 đến quận Hậu Mỹ, tiểu đoàn di chuyển về hướng Tây để đến đồn kinh ngã 6. Sau này, tôi được biết một số tiểu đoàn khác của sư đoàn 7, cũng tham gia cuộc tiếp cứu này bằng đường bộ hay trực thăng vận theo các hướng khác nhau. Có lẽ do ông trung đoàn trưởng chủ quan khinh địch, cũng như tin tức về địch không đầy đủ, tiểu đoàn đã tiến về đồn ngả sáu bằng ba cánh quân vào ban ngày trên một địa thế chống trải. Với ruộng lúa đã gặt xong, nước lấp sấp với một vài mương nước ngang dọc. Di chuyển một lúc, tiểu đoàn bị pháo bằng cối 102 và 81 ly và sau đó địch đã dùng đại liên 12,8 ly. Khi thấy địch dùng súng này, tôi biết địch chuẩn bị sung phong. Là sĩ quan ban năm, tuy co chỉ huy một đơn vị nào, tôi co nằm bẹp xuống đất để tránh đạn mà ngồi quan sát nhờ vậy tôi mới thấy địch quân xuất hiện dày đặc phía trước và không phải của tiểu đoàn chúng xuất hiện hàng hàng lớp lớp do địa thế chống trải tiểu đoàn chỉ có thể tạt về phía trái để tìm chỗ chống cự đánh chiếm đồn ngã tư thanh mỹ chiến thắng ngã sáu bằng lăng là một chiến công to lớn của ta ở vùng đồng bằng sông cửu long làm nước lòng quân và dân ba tỉnh định tường kiến phong kiến tường thời kỳ này đang là cao điểm mùa khô nên bộ đội ta mỗi lần di chuyển rất khó khăn nửa bộ nửa xuồng. Các kênh lớn có độ sâu nên bộ đội ta vẫn hành quân được bằng xuồng. Ngược lại các kênh rạch nhỏ khi nước thủy triều lên thì lòng kênh rất sâu, rất thuận lợi cho bộ đội ta di chuyển bằng phương tiện đường thủy nhưng khi thủy triều rút xuống thì lòng kênh cạn kiệt có chỗ nước chỉ còn ngang đầu gối. Bộ đội hành quân trong một ngày một đêm 24 giờ có hai lần lên xuống như vậy. Do đó việc hành quân di chuyển của bộ đội ta phụ thuộc rất nhiều vào sự tính toán của các vị chỉ huy để hạn chế đến mức thấp nhất cho bộ đội ta không bị mất thời cơ và chiến dịch và cũng đỡ vất vả. Giữa tháng 3 năm 1975, cơ quan trung đoàn bộ đóng xung quanh khu vực Mỹ Thiện. Ở đây cây cối rậm rạp, xanh tươi, đan sen có những vườn cây ăn trái. Do dân cư vẫn còn thưa thớt nên dưới các kênh rạch cá tôm nhiều vô kể. Chúng tôi đã chứng kiến cách bắt cá của nhân dân vùng này đặc biệt là loại cá chốt. Họ chẳng cần vó, lưới, lập gì cả chỉ với chiếc xuồng ba lá và con mắm loại mắm cá lóc còn nguyên con cũng không cần to lắm chỉ bằng ngón chân cái là được các chị các cô ngồi trên chiếc xuồng ba lá nghiêng về một bên tay trái cầm con mắm thà lập lờ trên mặt nước đàn cá chốt thấy mùi bu lại lúc nhúc có khi rộng bằng cả mấy chiếc chiếu vậy là mấy ngón tay của bàn tay phải các chị quấn vải lại cho khỏi trơn và cứ vậy nắm dâu cá chốt thảy lên xuồng thời gian chỉ vài tiếng đồng hồ là chiếc xuồng ba lá đầy cá chốt muốn khẳng Cánh chúng tôi không quen bắt cá kiểu này thì kiếm trà gai hoặc nhánh cây bó lại như bó củi cột lại bằng dây rồi quẳng xuống nước ven các kênh sạch. Một đầu dây kia buộc vào cọc hoặc gốc cây trên bờ kênh để cho bó trà khỏi lạng đi xa. Buổi tối thả xuống, sáng hôm sau kéo bó trà lên, rũ ra là trong bó trà đã có được từ 2 đến 3 ký cá. Đủ các loại, cá rô, cá chốt, cá sặt, cá chê. Do vậy một bếp ăn sẽ tùy theo quân số để tính toán làm trà bắt cá. Gặp những đĩa cá Nhân dân đã khai thác, nước trong đỉa chỉ còn đến bụng nhưng cá lóc, cá chuối vẫn còn nhiều vô kể. Anh năm thắng và đồng chí nói là hai tay bắt cá cử phách. Bữa đó ba chúng tôi quyết định trổ tài, kéo thêm đồng chí tốt liên lạc ra tận ngoài cánh đồng cách đơn vị đóng quân cũng gần cây số và gặp ngay một đỉa cá bò hoang. Vậy là anh năm thắng ra lệnh hành động, bốn chúng tôi bỏ súng đạn, quần áo trên bờ, chỉ mặc quần đùi, xuống đỉa tác nghiệp anh năm thắng và đồng chí nói quậy tưng bừng làm cái đìa nước đục ngầu, các loại cá nhảy tưng tưng. Chờ một lát các anh mò theo những dấu chân dưới lớp bùn và lôi lên những chú cá lóc to bằng cườm tay, thảy lên bờ. Tôi cũng theo chân các anh, lòm khòm thọc tay xuống qua lớp nước là xuống lớp bùn, cá nhiều vô kể. Tuy nhiên, do kém tài nên tôi loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa bắt được con cá nào. Lúc nắm phải đầu, lúc tóm phải đuôi, nhưng nó chỉ quẫy một cái là đã vụt khỏi tay tôi bơi đi mất dạng. Tôi đổ quạo dùng cả hai tay chộp cá nhưng ôi thôi vừa đút tay vào một lỗ hang thì tay tôi đau nhức muốn phát khóc. Rút tay lên khỏi mặt nước thì giữa lòng bàn tay trái máu chảy đầm đìa. Anh năm thắng vội lao tới dìu tôi lên bờ đến đống quần áo móc túi lấy ra điếu thuốc ruby xanh vẽ vụn đắp vào vết thương cho tôi. Anh nói loại này cầm máu tốt lắm và anh an ủi tôi, không sao đâu chắc bị gai cá chê đâm ấy mà. Cuộc bắt cá tạm đành phải dừng đồng chí tốt lấy ngay quần dài buộc túm hai ống quần lại rồi lượm cá dồn vào phải mấy chục ký lệ khệ vác về tặng nhà bếp trong suốt thời gian này sau khi đánh chiếm hoàn toàn đồn ngã 6, các đơn vị bộ binh được nghỉ ngơi tập huấn riêng hai đại đội trinh sát c21 và đặc công c25 được giao nhiệm vụ trinh sát đồn ngã tư thanh mỹ đây là một đồn lớn nằm trong hệ thống đồn bốt cùng với đồn ngã 6, nằm trên kênh 28 và kênh nguyễn văn tiếp là một hệ thống liên hoàn với đồn ngã 6 nhằm án ngữ và ngăn chặn tuyến giao liên bằng đường thủy của ta nên chúng bố phòng rất kiên cố. Đồn do hai đại đội bảo an đóng giữ, xung quanh là 7, 8 lớp rào kém gai chẳng chít và các bãi mìn. Trong đồn là những lô cốt bằng bê tông cốt thép, xen lẫn những lô cốt bằng bao cát chất dày cả mét. Đồn được bố trí các loại trọng liên 12 ly 7, đại liên 30 và đủ các loại đạn nhọn, súng chống tăng M72. Trung tâm đồn là trận địa cối 106,7 cuối 81 và cuối 60 ly. Khi đồn ngã 6 chưa bi diệt, thì hai đồn ngã 4 thanh Mỹ và ngã 6 của địch thường chi viện cho nhau. Nay đồn ngã 6 bị đã bị diệt, nên địch trong đồn ngã 4 thanh Mỹ ra sức củng cố lại, tăng thêm viện, mở thêm các đồn tua, là một loại chốt nhỏ, bố trí xung quanh đồn. Mỗi chốt có 3 đến 5 tên địch chốt giữ, cách đồn chính khoảng 100 đến 200 mét, làm cho việc trinh sát điều nghiên gặp rất nhiều khó khăn song C-25 đặc công và C-21 trinh sát của Trung đoàn 207 vẫn luồn lách điều nghiên kỹ lưỡng. Gần đến ngày nổ súng, C-25 dẫn đường đưa các chỉ huy tiểu đoàn 2, 3 và các chỉ huy đại đội trực thuộc như C-16 hòa lực vào tận hàng rào ngoài cùng để nắm tình hình địch và xác định vị trí sẽ tấn công. 7 giờ, ngày 23 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn bộ lại được lệnh hành quân, vẫn bằng xuồng ba lá luồn lách qua những kênh rạch và dừng chân biên bờ kinh Nguyễn Văn Tiếp. Trung đoàn quyết định sử dụng tiểu đoàn 2, 3, C-25 và toàn bộ hỏa lực chi viện đánh đồn ngã tư thanh Mỹ. Đồng chí Phan Xuân Thi nhớ lại, để chuẩn bị cho việc đánh đồn ngã tư thanh Mỹ, ngày 20 tháng 3, đại đội trinh sát nhận lệnh hành quân trước để bám địch giúp cho cán bộ chỉ huy nghiên cứu đồn thanh Mỹ. Khi còn cách đồn thanh Mỹ khoảng 3 km, thì bỗng một loạt cối trong đồn bắn ra, chúng đội hình hành quân của đại đội trinh sát một quả nổ cạnh chiếc xuồng của đồng chí Cương, lúc này đồng chí Cương là đại đội phó đại đội trinh sát. Chiếc xuồng bị lật úp, đồng chí Cương bị thương phần mềm còn hai đồng chí chiến sĩ đi chung xuồng vô sự. Sau này đồng chí Cương lên làm đại đội trưởng trinh sát và đã hy sinh tại mặt trận phía Tây Nam năm 1979. Khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 1975, các đơn vị đã vào hết vị trí tập kết theo quy định, tiểu đoàn hai chiếm lĩnh đảo Công sự từ hướng Nam. C-25 từ hướng Đông, tiểu đoàn 3 từ hướng Tây Bắc. Hỏa lực 12 ly 8 được tăng cường cho hai tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy. Trận địa cối 82 nằm ngay trước mặt sở chỉ huy trung đoàn. Sở chỉ huy trung đoàn nằm cách đồn Thanh Mỹ khoảng 2 km. Đây là khu vực dân cư nhưng nhà dân còn thưa. Nhà nào cũng lập bằng lá dừa nước và có hầm trú ẩn tránh bom pháo. Anh Năm Thắng theo sát cụm đài Hai quân nằm ngay cạnh hầm của anh Năm Thời và anh Ba Chứ. Tôi ở chung với cụm đài 15 quân cách hầm của sở chỉ huy khoảng 50 mét. Cạnh chiếc hầm lộ thiên của đài 15 uôn, cách khoảng 20 mét là một ngôi nhà dân nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tôi quyết định cho một bộ phận ở lại trực đài còn lại tranh thủ chui vào nhà dân ở nhờ, tranh thủ chập mắt để giữ sức khỏe cho những ngày sau. Chủ nhà là một cô gái tên Hồng Độ 24-25 tuổi, mặc bộ quần áo bà ba loại vải tuyết nhung, một loại vải rất đẹp thời đó các chị em phụ nữ miền Nam vẫn mặc. Căn nhà có hai gian, vách ngăn cũng bằng lá. Chỉ có một chiếc giường bằng tre trong gian buồng nên chúng tôi phải trải tấm ni lông xuống đất răng mùng. Thấy có chiếc máy may thì tôi đoán cô chủ làm nghề thợ may. 4 giờ kém 15, đồng chí liên lạc đi với anh năm thắng đánh thức tôi dậy. Tôi cua đại khẩu súng ngắn và đến hầm của cụm đài Hai Uôn. Đúng 4 giờ sáng, pháo các cỡ của ta được lệnh bắn phá đồn thanh Mỹ. Cối 120 của sư đoàn tăng cường, cối 82 của trung đoàn đạn cầu vồng của ta nổ y âm trong căn cứ địch kèm theo những ánh chấp nhì nhằng. 4 giờ 30 phút, pháo cầu vồng được lệnh ngưng bắn, bọc phá xào và mìn DH-10 nổ tung phá tan nhiều đoạn rào dây thép gai, tạo ra những khu cửa mở quanh đồn chuẩn bị cho bộ đội sung phong. Đồng chí xe trung đội phó hữu tuyến trực máy tại sở chỉ huy đưa tổ hợp cho anh năm thời và anh ba chữ. Tin tức truyền về, bọn địch chống cự rất quyết liệt. Các loại cối pháo ở trong đồn tuôn đạn và đội hình của bộ đội ta đạn 12 ly 7, đại liên 30 và các loại đạn nhọn, cũng tuôn ra các hướng cửa mở như vái chấu, đạn M79, cối cá nhân, nổ chát chúa. Bộ đội ta đã có thương vong. Ta vẫn chưa đánh chiếm được cửa mở. 5 giờ 30 phút, sau khi bàn bạc với chính ủy Trung đoàn Ba Chứ, Trung đoàn trưởng năm thời ra lệnh qua máy hữu tuyến, bộ đội ta chuyển sang vây ép để bảo tồn lực lượng. Vậy là cả ngày hôm đó, bộ đội ta phải ẩn mình dưới các công sự ngay sát hàng rào địch. Cứ mỗi lần nghe pháo bắn thẳng của ta khai hòa là đạn các cỡ trong đồn địch lại rộ mé tuôn ra các hướng. Đêm 20 năm, bộ đột ta được lệnh tiếp tục áp sát trận địa địch. Số liệt sĩ và thương binh được C-22 vận tải chuyển về phía sau. Rồi họ lại vận chuyển đạn dược ra bổ sung cho các trận địa. Suốt đêm hôm đó, pháo cầu vồng của ta tiếp tục bắn phá đồn thanh mỹ. Pháo bắn thẳng khi phát hiện được hỏa điểm là lập tức khai hòa tiêu diệt ngay. Đêm 25, C-25 đặc công được tung vào trận do bị vậy ép cả ngày, nên bọn địch trong đồn rất cảnh giác. Việc luồn sâu vào trong bốt là không thể được, do không còn yếu tố bí mật bất ngờ. Vì thế C-25 đặc công, bằng kỹ thuật điêu luyện, mang theo 6 quả mìn DH-10, một loại mìn hình nón. Mỗi quả chứa 10kg thuốc nổ TNT vào sát hàng rào ngoài cùng, lập thành hai cụm mìn cách nhau khoảng 5-6 mỗi cụm 3 quả trồng lên nhau, nối kíp nổ cho cả hai cụm mìn và cùng một nguồn điện. Và lính C-25 nằm chở cách đó khoảng 30 mét Khoảng gần 5 giờ sáng Lệnh tự tổng chỉ huy cho nổ mìn Cùng lúc Một tiếng nổ long trời do hai cụm mìn cùng lúc phát nổ Tạo thành một hành lang rộng hướng thẳng vào đồn giặc Đất đá mù mịt rơi xuống Nhưng lính C-25 vẫn nhanh chóng vượt qua tất cả các chướng ngại vật Xông thẳng vào trong đồn Dùng thủ pháo tấn công vào những vị trí kháng cự của địch từ bên trong đồn Ngay sau đó dạng sáng ngày 26 tháng 3 năm 1975, bộ đội ta được lệnh sung phong. Từ các công sự các chiến sĩ ta nhất loạt sông lên tràn qua cửa mở. C-25 đặc công như một mũi mắc vượt lên trước đánh thẳng vào trung tâm đồn, tiểu đoàn 2 và 3 cũng phối hợp nhịp nhàng. Không chịu nổi với sức tấn công như vũ bão của ta, quân địch lớp chết, lớp bị thương, lớp mở đường máu tháo chạy, riêng khu vực do C-25 đặc công đảm nhiệm bọn địch bỏ lại rất nhiều xác chết một tên địch chạy không kịp đã bị lính đặc công của ta bắt sống. Chấp hành triệt để chính sách tù hàng binh của quân đội và nhà nước ta, đồng chí Vũ Trí chí, Nghiêm chính trị viên C-25 đã nhanh chóng giảng giải, chấn an tinh thần rồi quyết định phóng thích tên tù binh tại chỗ, hướng dẫn cho anh ta an tâm về với gia đình. Tên tù binh mừng vui ra mặt, cảm ơn quân giải phóng và hứa sẽ không bao giờ đi lính, làm tay sai cho giặc nữa. 6 giờ sáng, ngày 26 tháng 3 năm 1975, từ ngoài trận địa báo về, ta đã làm chủ hoàn toàn đồn thanh Mỹ thu rất nhiều vũ khí, đạn dược và các phương tiện chiến tranh. Vậy là đồn thanh Mỹ nằm trong khu vực Đồng Tháp 10 đã bị E-207 san bằng và từ đó trở đi khu vực này vĩnh viễn nằm trong vùng giải phóng của ta. Hậu cứ của quân khu 8, của tỉnh Kiến Phong, Định Tường, Kiến Tường và hành lang đường giao liên từ biên giới xuống chiến trường được mở rộng vững chắc, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực tiếp tục thọc sâu xuống chiến trường cửa ngõ phía Nam Sài Gòn thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trận đánh này toàn trung đoàn bị thương 4 đồng chí, hy sinh 7 đồng chí. Trong đó có đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, chính trị viên phó đại đội quê quán tại xã Đức Thuận, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 17 giờ cùng ngày, sở chỉ huy trung đoàn được lệnh xuống xuồng tiếp tục hành quân rời vị trí. Tôi vội ghé nhà cô thợ may để từ giã và cảm ơn. Người chủ nhà đã cho chúng tôi ngủ nhờ khi chuẩn bị bước vào trận đánh. Cô chủ bịn diện tiến chúng tôi ra tận bờ kênh để chúng tôi xuống xuồng. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt hồng, khuôn mặt tròn trịa, da trắng hồng, rất đẹp. Nhưng cô ấy đi cả nhắc, cả nhắc rất khó khăn, thì ra chân trái của hồng là chân giả. Hồng bị một mảnh pháo của địch cách đây 4 năm, được gia đình chuyển về Bệnh viện Sài Gòn tháo khớp tới tận đầu tối và thay thế bằng chiếc chân giả. Hồng làm nghề thợ may nhưng mỗi khi may đồ chỉ đạp bàn máy bằng một chân. Chiến tranh là thế. Rất nhiều người dân vô tội đã phải mang thương tật suốt cuộc đời vì bom pháo. Mìn và các chất nổ Tiếp quản căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho Sao huyệt cuối cùng của Sư đoàn 7 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa Đầu tháng 4 năm 1975 Trung đoàn 207 lại được lệnh tiếp tục thọc sâu về hướng nam cửa ngõ Sài Gòn Từ vùng đồng tháp 10 sở chỉ huy trung đoàn lúc đầu hành quân bằng xuồng Theo kênh Nguyễn Văn Tiếp rồi qua nhiều kênh rạch Khác với kênh rạch ở vùng đồng tháp 10 Nơi đây chúng tôi hành quân ven những kênh là những hàng cây trái xanh tươi chữu quả miên man là dừa xoài cam ổi nhà dân của vùng này cũng đông đúc hơn nhiều thời gian này trung đoàn vẫn tiếp tục nhổ các đồn bốt của địch án ngữ trước mặt hướng tiến quân về giải phóng sài gòn rộn rã trong lòng mỗi người lính giải phóng quân lời bài hát tiến về sài gòn của nhạc sĩ lưu hữu phước bao năm chiến đấu gian khổ trường kỳ biết bao đồng đội kế tiếp nhau ngã xuống hôm nay đây ngày toàn thắng đang đến gần nhưng mỗi chúng tôi đều không thể biết chắc mình có kịp sống đến ngày toàn thắng mặc dù vậy lòng không chút nao núng, chúng tôi vẫn tiến lên phía trước, vẫn ca vang bài ca ra trận giải phóng nước nhà. Tiểu đoàn 2 và 3 được lệnh đánh chiếm đồn xẻo muồng và Mỹ Phước Tây thuộc huyện Cái Bè và Cai Lệ tỉnh Định Tường, hai đồn này án ngữ, bảo vệ hành lang cho quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1. Tiểu đoàn 1 được lệnh đánh chiếm và tiêu diệt đồn cầu bà tồn trên quốc lộ 4 bạn đọc có thể xem bài viết của Hồ Tĩnh Tâm cựu chiến binh trung đoàn 207 về trận đánh ở cầu Bà Tồn đã đăng trên trang web E207. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, cả trung đoàn được lệnh tạm dừng chân. Tôi và anh Năm Thắng được mời dự họp quân chính do đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn triệu tập khẩn cấp tại một vườn cây ăn trái rậm rạp. Đồng chí chính ủy nói tóm tắt tình hình chiến sự rồi được trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị với phương châm là thần tốc mục tiêu là căn cứ đồng tâm rồi thẳng tiến về ngã ba trung lương hướng về Sài Gòn. Tin thắng trận từ khắp các chiến trường lan nhanh nhưng cánh lính chiến như chúng tôi thì gần như một tịt. Cứ triển miên qua hết trận đánh này tới trận đánh khác mà cũng chẳng có điều kiện và thời gian đâu mà nghe được đài. Khi biết tin ta đã giải phóng vào tới tận Xuân Lộc cửa ngõ phía bắc Sài Gòn, nhiều chiến sĩ ta đã nhảy lên, ôm nhau mừng vui khôn tả. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, Hậu cần tiếp tục bổ sung súng đạn và lương thực cho bộ đội ngoài cơ số chiến đấu như thường lệ, còn nhiều cơ số dự bị được lực lượng dân công hỏa tuyến vận chuyển luôn theo sát, tiếp tế kịp thời cho lực lượng vận tải. Hậu cần của trung đoàn, không khí chiến thắng rõ rệt ngay cả trong lĩnh vực vận tải vũ khí đạn dược và lương thực cho bộ đội. Đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975, ba tiểu đoàn bộ binh được lệnh hành quân trước. Các đơn vị trực thuộc cũng được lệnh bám gót các tiểu đoàn bộ binh để kịp thời chi viện hỏa lực khi có yêu cầu sở chỉ huy trung đoàn lại được lệnh nhổ neo cùng các đơn vị tiến về phía trước. Thời gian này, cánh thông tin hữu tuyến được xả hơi. Vì đội hình toàn trung đoàn luôn cơ động, lực lượng thông tin hai uôn phải làm việc hết công suất. Đài 15 uôn cũng phải thường xuyên mở máy phát sóng, ngay cả khi hành quân. Tuy nhiên, để nhận lệnh và báo cáo về trên một cách nhanh nhất, đài 15 uôn phải lợi dụng tất cả các địa hình, địa vật, tạm dừng chân kéo anten, mở máy phát sóng có khi ngay bên cạnh các bờ kênh, gò đất. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, sở chỉ huy Trung đoàn vẫn tiếp tục hành quân đường bộ. Lúc này phương tiện bằng đường thủy không còn tác dụng nữa. Ngay đêm đó tiểu đoàn một đi đầu đã vào trận. Tập kích quân địch của sư đoàn Bảy Đóng giã ngoại gần quốc lộ 4. Trận đánh này Hồ Tĩnh Tâm, cựu chiến binh E207 đã viết và đăng trên trang web của Trung đoàn. Người bạn rất thân của Hồ Tĩnh Tâm là Đực Thơ đã hy sinh trong trận đánh này. Tiểu đoàn 2 đã áp sát quốc lộ 4 tiểu đoàn 3 áp sát căn cứ pháo binh Long Định. Cả 3 tiểu đoàn 1, 2, 3 của ta vừa đánh địch, vừa mở đường thẳng về hướng căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Căn cứ Đồng Tâm cách thành phố Mỹ Tho khoảng 10 km là một căn cứ quân sự thuộc loại bậc nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Căn cứ này trước đây là căn cứ quân sự của Mỹ và sau này là hậu cứ của Sư đoàn 7 quân ngụy Sài Gòn. Nó có diện tích rộng tới mấy chục km vuông, có hai đường bộ lớn ra vào, cổng một đường qua Bình Đức chạy thẳng về thành phố Mỹ Tho, cổng hai đường chạy thẳng ra quốc lộ 4. Khu quân sự Đồng Tâm được xây dựng rất kiên cố, xung quanh là nhiều lớp rào dây kém gai và những bãi mìn dày đặc. Bên trong được chia thành nhiều khu có đường nhựa ngang dọc như bàn cờ để tiện cho các loại xe cơ giới, cơ động. Từng khu trong căn cứ lại có hàng rào riêng biệt. Bên trong từng khu là một hệ thống nhà, hầm vừa bằng bê tông cốt thép, vừa bằng bao cát và đầy đủ các tiện nghi. Ngoài lính bộ binh bảo vệ vòng ngoài, căn cứ Đồng Tâm có đủ các loại pháo cối từ 60, 81, 106, 7 và pháo 105, 155. Căn cứ Đồng Tâm còn có nhiều chi đoàn xe tăng và xe bọc thép cùng với sân bay lên thẳng. Với diện tích và cơ sở vật chất như vậy, sau khi ta tiếp quản, sư đoàn huấn luyện 868 của ta do anh Tư dấu Nguyên chính ủy trung đoàn 207 trực tiếp làm chính ủy sư đoàn với biên chế có lúc lên tới 27 tiểu đoàn mỗi tiểu đoàn từ 5 đến 600 quân. Khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, chúng tôi vẫn bám gót sở chỉ huy trung đoàn hành quân bộ, tiến về hướng quốc lộ 4. Đi ngược lại với chúng tôi là rất nhiều cán liệt sĩ và thương binh được chuyển về phía sau, liệt sĩ và thương binh của cả 3 tiểu đoàn do du kích và nhân dân địa phương giúp đỡ chuyển thương. Khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, sở chỉ huy trung đoàn được lệnh dừng chân tại một khu vườn có diện tích khoảng vài ha. Xung quanh là cánh đồng lúa đã thu hoạch chỉ còn trở lại những gốc giả. Cả ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần đều khẩn trương đào công sự. Đài 15 Uôn đã nhanh chóng mở máy phát sóng hai đồng chí vào kiếp trực làm việc ngay. Các đồng chí còn lại cũng khẩn trương đào hầm. Khoảng 7 giờ sáng ngày 29, chúng tôi đã hoàn thành chiếc hầm giá chiến lộ thiên có giao thông hào qua hầm được chính ủy và trung đoàn trưởng. Hầm của cụm đài 2 uôn gồm 4 máy cũng chỉ cách hầm đài 15 uôn độ 5 mét. Tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt. Các đơn vị phía trước tiểu đoàn 1, 2, 3 và các đại đội trực thuộc vẫn tiếp tục nổ súng đánh địch. Pháo của địch tại căn cứ Đồng Tâm, Bình Đức, Long Định và các vùng lân cận vẫn ầm ầm nhà đạn. Khoảng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, Sở Chỉ huy Trung đoàn bị hàng trăm quả đạn 155 của địch bắn phá. Nhưng rất may, cán bộ và chiến sĩ ta không có thương vong. 12 giờ trưa, ngày 29 tháng 4 năm 1975, thông qua bức điện tối khẩn của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, anh Ba Chứ và anh Năm Thời mới tiết lộ cho chúng tôi tin tức nóng hổi và bất ngờ. Không như chúng tôi tưởng tượng rằng mình sẽ ảo ảo như vũ báo tiến thẳng về Sài Gòn. Đội hình hành tiến của Sư đoàn 8, trong đó có Trung đoàn 207, có nhiệm vụ quan trọng là dừng chân bao vây và đánh chiếm căn cứ đồng tâm do Sư đoàn 7 quân Nguyễn Sài Gòn đóng giữ. Nhiệm vụ của sư đoàn 8 phải kềm chân sư đoàn 7 quân ngụy Sài Gòn không cho chúng về chi viện và ứng cứu Sài Gòn. Các sư đoàn còn lại thuộc quân đoàn 4 của địch đã có các đơn vị bạn của ta đảm nhiệm, kềm chân. Vậy là một sư đoàn của ta đối đầu với một sư đoàn của địch, nhưng bọn địch có ưu thế về hỏa lực pháo binh, xe tăng, xe thiết giáp và cả không quân chi viện. Khoảng 14 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 1975, chiếc máy bay trinh sát hai thân OV-10 từ hướng Cần Thơ lao đến, đảo nhiều vòng trên bầu trời và sau đó bốn chiếc phản lực F-5 cũng xuất hiện. Bất ngờ, chiếc OV-10 chúi đầu phóng quả pháo khói chỉ điểm. Cột khói trắng chỉ cách cụm đài 15 uôn chúng tôi khoảng 30 m gần trăm cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bộ thoát tim. Một khoảng đất bé tí tẹo nằm giữa vùng đồng trống mà công sự hầm hào thì đủ sức tránh pháo và đạn nhận chứ đâu có tránh nổi bom có sức công phá lớn. Chúng tôi sẽ ra sau đây chúng tôi hình dung với số lượng bom của bốn chiếc phản lực đang vòng lộn trên bầu trời kia khi nó trút xuống khoảng đất này thì sự tàn phá của nó sẽ vô cùng khủng khiếp. Một tai họa sắp đến cho sở chỉ huy trung đoàn. Trong tình huống nguy cấp ấy, người chỉ huy dũng cảm sẽ có những quyết định sáng suốt. Anh năm thời ra lệnh ngay cho các khẩu đội A-72, một loại súng tên lửa phòng không vác vai tầm nhiệt, được Bộ Chỉ huy Chiến dịch tăng cường bốn đồng chí xạ thủ thoát lên khỏi công sự lợi dụng những thân cây dừa làm bệ tỳ ngóc nòng súng lên bầu trời nghinh chiến. Cụm khói trắng cạnh chúng tôi đã tan dần, bốn chiếc phản lực đã thu hẹp đường vòng. Chiếc OV-10 quyết định chúi đầu phòng tiếp pháo khói chỉ điểm cho lũ phản lực. Tôi chỉ nghe tiếng hoàng, xéo, xéo. Một quả đạn A-72 cách chỗ tôi khoảng 50 mét xé gió lao lên cắm vào chiếc OV-10 nổ tung. Chiếc máy bay trinh sát đứt làm đôi rơi xuống cánh đồng cách sở chỉ huy khoảng 2 km biết chúng tôi đã có loại vũ khí vô cùng lợi hại. Bốn chiếc phản lực không muốn chịu chung số phận như chiếc OV-10. Chúng mở rộng vòng bay rồi biến mất về hướng Cần Thơ. Chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Khoảng 20 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 1975, nguồn tin trinh sát báo về. Bọn địch ở căn cứ pháo binh Long Định đã bỏ đồn tháo chạy. Anh năm thời ra lệnh cho tiểu đoàn ba cử một bộ phận vào thu dọn chiến trường rồi giao cho bộ đội và du kích địa phương canh giữ. 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả 3 tiểu đoàn được lệnh vượt quốc lộ 4 áp sát căn cứ Đồng Tâm. 7 giờ sáng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, những công điện bằng máy hai uôn từ các tiểu đoàn liên tục báo về sở chỉ huy trung đoàn. Những mệnh lệnh của bộ tư lệnh sư đoàn và bộ chỉ huy chiến dịch cũng tới tấp truyền tới qua đài 15 uôn. Bộ phận báo vụ và bộ phận cơ yếu làm việc không biết mệt mỏi. Thông qua những bức điện, cánh chúng tôi hiểu rằng tình hình trên khắp các chiến trường đang nghiêng hẳn có lợi thế cho ta. Riêng anh ba chứ và anh năm thời, tôi cảm thấy các anh vui mừng và tự tin hơn bất cứ lúc nào. 9 giờ sáng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, địch cho nhiều xe thiết giáp phản kích ra hướng D1, D3, tiểu đoàn 1. Ba được lệnh dùng hỏa lực chống tăng kềm chân quân địch. Khoảng 10 giờ từ trận địa D1, D3 báo về lũ xe tăng và xe bọc thép đã co đầu vào trong căn cứ bộ đội ta đã có một số hy sinh và bị thương. 12 giờ trưa, ngày 30 tháng 4 năm 1975, một công điện từ Bộ Chỉ huy Chiến dịch, Tổng thống Ngụy Dương Văn Minh, đã đầu hàng, Sài Gòn đã được giải phóng. Mọi người trong sở chỉ huy, trung đoàn bộ, trong có anh Ba Chứ và anh Năm Thời nhảy cẫng lên, nhiều đồng chí rơi nước mắt. Một niềm vui thật khó mà có thể nói hết được của chúng tôi ngày ấy. Giờ phút thiêng liêng của Tổ quốc đã đến miệng cười tươi mà nước mắt tuôn trào, bởi đồng đội của chúng tôi vẫn kẻ trước người sau đang tiếp tục ngã xuống. 12 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975, một công điện khẩn cấp từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, Trung đoàn 207 và Sư đoàn 8 chuyển sang vây ép căn cứ Đồng Tâm, không được nổ súng khi quân địch không phản kích. Lúc này, các chiến sĩ ta ngoài mặt trận vẫn còn chưa hay biết gì. Vẫn vững chắc tay súng và sẵn sàng đợi lệnh sung phong. Khoảng 2 giờ chiều, một công điện từ Bộ chỉ huy chiến dịch, tên Trần Văn Hai sư đoàn trưởng, sư đoàn 7 quân ngụy Sài Gòn đã tự sát. Từ ngoài trận địa báo về, bọn địch trong căn cứ Đồng Tâm đã kéo cờ trắng xin hàng. Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn xuống các tiểu đoàn, mở đường cho đám lính sư đoàn 74 do thoát thân. 4 giờ chiều cùng ngày, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Đồng Tâm, cùng với toàn quân, toàn dân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc viết thêm về ngày 30 tháng 4. Có hai chuyện cười ra nước mắt nhân ngày 30 tháng 4 về C-25 đặc công E-207. Trước khi vào chiến trường, lính đặc công đều được học lái xe ở Xuân Mai, Hà Tây Cũ. Vì thế, khi vào tiếp quản căn cứ Đồng Tâm, cứ 4, năm anh có một xe ô tô. Nhóm thì xe Jeep, nhóm xe tải nhẹ, chạy tung trời trong căn cứ, chạy cả ra Mỹ Tho chơi. Khi về hết xăng, bỏ xe lại, nhờ xe khác về, khi mang xăng ra thì mất xe lại về căn cứ kiếm cái khác trong lần đi tìm xe lái chơi lính ta phát hiện ra một chiếc xe thể thao hai cửa mui trần chắc là của sĩ quan mỹ bỏ lại lính ta lái dạo chơi khắp căn cứ đồng tâm ai rẻ thủ trưởng sư đoàn thấy được yêu cầu mang nộp về sư thế là trên đường về lính ta đẩy ngay xe xuống sông phía sau căn cứ sau đó báo cáo là xe bị tai nạn lao xuống sông còn thò lên mối tí đuôi báo hại hôm sau vệ binh sư đoàn phải dùng xe gmc kéo lên mang đi sau này không biết xe đó đi về đâu khi vào tiếp quản căn cứ đồng tâm tranh ảnh khỏa thân rất nhiều lính ta hầu hết còn rất trẻ chưa nhìn thấy bao giờ vì thế anh nào cũng thủ vài tấm trong ba lô chính trị viên trưởng vũ trí nghiêm biết được đang đêm báo động di chuyển khẩn đi chấn áp tàn quân lính ta vội vã thu dọn ba lô di chuyển theo lệnh khi đi không quên mang theo ảnh khỏa thân khi đi ra đến cánh đồng trống thủ trưởng cho nghỉ giải lao và ra lệnh khám ba lô. Thế là bao nhiêu ảnh khỏa thân bị thu và đốt tại chỗ, xong lại quay về ngủ. Lính ta tức lắm, ngày hôm sau, biết tính thủ trưởng Vũ Trí Nghiêm ăn ở rất sạch sẽ, mỗi tối, trước khi ngủ, thủ trưởng phải rũ chiếu, quét giường đàng hoàng. Lính ta bèn mang một tấm ảnh cô gái khỏa thân to đúng bằng chiếc chiếu giường một, lót xuống chiếu, tối thủ trưởng rũ chiếu để ngủ, phát hiện ra, tức quá, quát tháo ầm ý, điều tra nhưng không ai nhận. Sau này khi đã ra quân về làm dân, chúng tôi hỏi sếp lúc đó thấy sao, sếp bảo cũng hơi thinh thích nhưng phải gương mẫu. Hết phần 8